Xin chào các bạn, rất vui khi các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Milo Lê. Bạn nào đang xem video này mà chưa nhận nút like hay là chưa nhận nút subscribe thì không được đâu nha. Và video của ngày hôm nay là một chuyến đi rất là thú vị. Và video của ngày hôm nay đó chính là hiện tại bây giờ là 2:30 rồi và các bạn chúng mình hẹn nhau là 2:00 tập trung ở một địa điểm và chỉ có bụng mộng đây thôi. Mấy hôm nay thời tiết thì hơi âm u nhưng mà hôm nay là rất là tạnh ráo, nắng đẹp. Và đây là một số lương thực thực phẩm dành cho buổi tối ngày hôm nay. 3:00 chúng mình sẽ xuất phát về địa điểm đó là biển Hải Dương. Biển Hải Dương cách thành phố Huế thì cũng không xa mấy, chỉ cỡ 19 đến 20 km thôi các bạn. Chạy xe nhẹ nhàng thì cũng 30 phút thấu xã Hải Dương, còn chạy 15 phút thì vậy là tốc độ bàn thờ thôi. Tụi mình đã thấu cổng làng xã Hải Dương, thị xã Hương Trà nha mọi người. Chúng mình đang tập trung để tiếp tế vật dụng cho tối hôm nay. Hai giờ vlog gặp dấu. Hiện tại bây giờ là 3:30 và tụi mình đang ở thôn Hải Dương, Thừa Thiên Huế. Và phía sau mình là bờ ruộng nhá mọi người. Bờ đê và bụi tre. Tiếp tục cuộc hành trình đến nơi tiếp tế lương thực nhé. Đây cũng chính là con đường chạy thẳng ra biển Hải Dương đây mọi người. Đây là những con bò. Đây là những con chó. À, một con chó. Ê chó. Hiện tại bây giờ thì tụi mình đã đến được địa điểm nhà của bạn mình để chuẩn bị bữa tiệc BBQ. Và cái nhà này thì cũng khá là gần với ngay biển luôn các bạn. Ở đây là ngõ ra được biển luôn nha. Và đây con đường hẻm đến nhà của bạn mình. Anh cháu ở tầm kia đấy luôn. Chào mọi người. Và trước mặt mình đây là biển nha mọi người. Phá. À đây là gọi là cái phá. Phá chứ phá Tam Giang à. Đó à, sông Hương hả? Không, sông Ông Cửu. Hiện tại trời rất là nắng và gió rất là mát. Thời tiết rất là thuận lợi cho buổi picnic ngày hôm nay. Ê chó. Chúng mình đã có buổi khám phá, trải nghiệm những điều hay thú vị ở đây. Tụi mình đã được trải nghiệm chèo thuyền. Thật tiếc khi mà mình chưa được kịp chèo thuyền ra khơi. Mọi người yên tâm nhé, được ở đây cũng không sâu lắm đâu. Về nhà bạn mình cũng không quên chụp ảnh check-in với cái view bằng mọi vị biển này. Và cũng chụp khoảng 7-7-49 ảnh. Cũng không đủ nha mọi người ơi. Đây là tấm thiệt gây chụp ảnh có tấm nhất của mình. Bên đây thì mọi người đang chuẩn bị sơ chế món chân gà nướng đây. Yêu từ bột giặt kìa chứ. Đang từ bột giặt. Thì bột giặt đấy cho con chi nữa. Giặt về cái chân gà. Đi đang đi hơn. Thôi báo cáo mi về đi nha, còn chúng mau lên rồi. Đây là chân gà ở bột giặt. Siêu sạch. Đợi quá thanh trẻ vô thanh phút rồi. Siêu sạch siêu thơm ngon. Bột sạch gà. Chỉ được bột thôi nha, bột ít thôi, ít thôi. Yummy.
Dạ đúng không? Nhưng vừa rồi, nhưng vừa phải chết rồi, phải thả cái gì? Ê, lên đây đi. Bây giờ là 4:45 và sau khi tụi mình chuẩn bị sửa chữa các món ăn tại nhà của Huyền Mỹ thì tụi mình cũng đã ok tất cả các món rồi, và bây giờ thì tụi mình chuẩn bị hành lý để đi ra địa điểm cắm trại cho đêm hôm nay nha. Một địa điểm đi hơi bị bất ngờ một chút. Lúc đầu thì mình cứ nghĩ là sẽ về biển chơi thôi, nhưng mà nào ngờ là lại về một biển mà mình chưa bao giờ tới bao giờ. À, đi quấy lén. Mình gửi xe ở nhà dân trước ngay đây luôn và sẽ đi bộ ra cái chỗ picnic nhé. Nhảy đi. Bây giờ là 5:04 và tụi mình đã đến được địa điểm để tụi mình cắm trại cho đêm hôm nay. Và ở đây không cảnh khá là yên bình và gió rất là mát. Và đặc biệt là tụi mình cần phải mang theo áo khoác để có thể là vào ban đêm trời sẽ rất là lạnh. Cắm trại về thôi chứ cắm trại ngang tối là sẽ về rồi. Rác cũng hơi nhiều nha. Vậy có gọt. À, thật sự thì phải nói rằng là sóng biển rất là nhẹ và biển rất là trong xanh cực kỳ luôn các bạn. Và ngày hôm nay tụi mình đi một buổi đi khá là tuyệt vời trong những cái tuần mà rất là mưa cực kỳ nhiều luôn các bạn. À, tụi mình sau một tuần gian nan chạy deadline, làm bài tập cực kỳ nhiều thì tụi mình sẽ chọn ngày hôm nay là ngày xả stress sau những thời gian làm bài cực lực lượm được trên bãi biển, có thể đem về nhà sử dụng nha các bạn. Sống là việc khá tài chi giống như các bạn, sống hơi việc tiết kiệm. Một chỗ ngồi cũng khá là thú vị luôn, gần với sóng biển, gần bờ, rộng rãi, thoáng mát. À, và chỗ này rất là thoáng nên để làm bữa tiệc BBQ. Tụi mình đang làm bếp nướng nhà mọi người. Tụi mình là có mua thêm than để chém lửa lên đó. Nhóm thì chuẩn bị lên lửa, nhóm thì chuẩn bị lên thịt. Giày second hand hàng chất lượng cao nha mọi người. Bếp đã nóng và thịt cũng đã lên. Thịt nướng lên thì siêu thơm, chảy nước miếng luôn các bạn ạ. Bây giờ thì đến lượt chân gà lên lửa. Và đây là mẹ mồi đầu tiên. Chúng mình ngồi xuống cùng nhau trò chuyện, ăn uống nhỏ nhẹ, chụp ảnh đủ thứ. Uống Pepsi đã hơn nguyên cùng. Ê, dụ hồi nhỏ đã ăn sinh nhật thế. Em đạt lẹ đã. Lúc mình phải rọt ý mình thôi chứ không tự hồn. 1, 2, 3, yo! 2, 3, yo! 2, 3, uống! 1, 2, 3, yo! Mẹ mồi thứ hai thì chúng mình dùng tay thay cho cầm đũa. Chúng mình đang lên mẹ thứ ba đầy kịch tính. Này. Dạ đôi dù đi, thấy cãi, thấy hai cãi
chấm đi tao. Gớm, để đi chim á. Ăn không, ăn không. Ăn không. Đừng cười đi chứ còn nữa, không 1, 2, 3 trong cái cụp cơ. Tao ăn được rồi, ăn được rồi. Ăn cho thời nó tới nữa. Ăn ngay mới đi bé ơi. Vì nửa cuối cùng. Thôi thôi, Bố bị đi đó. Anh em đoạn mì vị thịt nó sẽ biến mất trong mày buông. Cái gì? Nhi đều bấm giấy thiệt đấy. Tao đã chuẩn bị bấm luôn. Rồi chứ là 1, 2, 3 nè. Nên đi mày. Dạ tao lâu. Em mua phục với bạn ấy rồi. Mà vạt thì chấm luôn đấy. Ăn xong thì tụi mình dọn dẹp sạch sẽ ở đấy nhé. Ừ, ăn nhiều bị cảm sân nhiều nhất nữa. Kiểu đấy bị cho khá đắp. Tại nó tay xanh ông rồi. Chim tao bảo là hiểu ngay hôm nay nghỉ làm mà nghỉ thẳng. Đúng không ạ? 8:30. Ở đây xuất phát quay trở lại Huế nhé. Và tụi mình thì sẽ lên Huế đi ăn uống linh tinh, ăn nhẹ vài thứ và nhà ai nấy về. Và đây cũng là lần đầu tiên mình có chuyến đi cắm trại picnic ăn uống tại bãi biển như ngày hôm nay đây, và cũng khá là thú vị và đáng nhớ. Vậy thì chuyến picnic của ngày hôm nay đến đây thì cũng đã kết thúc rồi. Và cũng cảm ơn các bạn đã xem video này. Ngang đây mà bạn nào chưa nhận được like hay là chưa nhận được subscribe thì không được đâu nha. Và các bạn cũng đừng quên nhấn follow mình trên Instagram và Facebook Milo Lê. Mình sẽ để tên mình ở đây nha. Tạm biệt các bạn. Bye bye. Yeah.